Cô chào các em học sinh khối lớp 2 trường tiểu học Trung Nhất. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau học môn toán bài ước lượng. Để bắt đầu bài học, cô mời các em lấy vở và bút ra nhé. Trước khi bắt đầu bài học thì cô có một cái trò chơi như sau. Trò chơi có tên ai nhanh ai đúng. Các em hãy đoán xem trong hình có bao nhiêu quả bóng. Thời gian bắt đầu. Đã hết thời gian, các bạn nào để đoán xem được có bao nhiêu quả bóng trong hình không? Tiếp theo, cô mời các bạn đoán thử xem trong hình của cô có bao nhiêu con gà. À, có khi chúng ta không đủ thời gian đếm hoặc có khi cũng không đếm được. Vậy bây giờ nếu muốn biết có khoảng bao nhiêu, ta phải làm gì? À, nếu muốn biết có khoảng bao nhiêu, ta phải ước lượng. Cô mời các bạn cùng vào bài mới với cô nào. Vậy theo em ước lượng là gì? Ước lượng chỉ quan sát, không đếm hết, xác định xem số lượng khoảng bao nhiêu. Trong hình cô có những chú bướm rất xinh đẹp và thật nhiều màu sắc. Vậy có những cách nào để ước lượng có tất cả bao nhiêu con bướm? Các em lưu ý, chỉ quan sát và không đếm nhé. Em cần nhớ, ta có thể ước lượng theo các nhóm, theo hàng, theo cột, theo màu hoặc đếm một nửa. Vậy ở bài này, ta ước lượng theo cách nào sẽ nhanh nhất? Và vì sao? Ở bài này ta sẽ ước lượng theo hàng các em nhé. Ta có một hàng, hai hàng, ba hàng và bốn hàng. Vậy các con bướm được xếp thành bốn hàng. Và mỗi hàng như vậy sẽ có khoảng 10 con bướm. Ta đếm số con bướm theo các hàng. Ta có hàng thứ nhất một chục, hàng thứ hai hai chục, hàng thứ ba ba chục, hàng thứ tư bốn chục. Vậy em có thể nói có khoảng 40 con bướm. Bây giờ em có thể đếm từng con xem em ước lượng có đúng không nào? Qua bài học phía trên thì ta thấy chọn nhóm mẫu có khoảng 10 vật rồi đếm theo chục. Lưu ý số lượng các nhóm phải gần bằng nhau. Và các em hãy cần nhớ khi chọn cách và thực hiện ước lượng ta sẽ dựa vào thứ nhất là nhóm mẫu có khoảng 10 vật, bằng 10, gần được 10 hay là hơn 10 cũng được các em nhé. Thứ hai đó là số lượng vật ở các nhóm phải gần bằng nhau. Và bây giờ cô và các bạn sẽ cùng thực hành để mình cùng nắm chắc bài học ước lượng này nhé. Ước lượng rồi đếm. Ở bài này ta có hình thứ nhất là hình những chiếc máy bay, hình thứ hai là hình những ngôi sao. Bây giờ các em hãy ước lượng có khoảng bao nhiêu chiếc máy bay và bao nhiêu ngôi sao. Sau đó chúng ta sẽ đếm lại để biết chính xác hơn nhé. Các em hãy làm vào vở của mình đi nào. Chúng ta cùng sửa bài nhé các em. Ở hình những chiếc máy bay này, ta sẽ ước lượng theo cột vì mỗi cột có khoảng 10 máy bay. Các máy bay được xếp theo cột. Ta có một cột, hai cột, ba cột, bốn cột, năm cột. Số máy bay ở các cột gần bằng nhau. Cột đầu có 10 cái máy bay. Và ta sẽ đếm theo cột. 10, 20, 30, 40, 50. Vậy ước lượng có khoảng 50 chiếc máy bay. Và ta đếm lại cũng có 50 chiếc máy bay. Chúc mừng những bạn nào có đáp án giống cô. Ở bài 2, ta sẽ ước lượng theo nhóm. Vì mỗi nhóm có khoảng 10 ngôi sao. Các ngôi sao sẽ được xếp theo nhóm. Số ngôi sao ở các nhóm gần bằng nhau. Nhóm đầu có 10 ngôi sao và lần lượt như vậy, ta sẽ đếm theo nhóm. 10, 20,
30. Vậy ước lượng ta có khoảng 30 ngôi sao và ta sẽ đếm. Có tất cả 28 ngôi sao. Vậy chúc mừng những bạn có đáp án giống như của cô nào. Và bây giờ cô và các bạn cùng luyện tập để giúp các bạn nắm chắc hơn bài học ước lượng ngày hôm nay nào. Ước lượng rồi đếm. Ở bài này chúng ta sẽ thấy có bài 1 gồm những chiếc thuyền và bài 2 có những hình những quả bóng. Ở bài thứ nhất và bài thứ hai này chúng ta sẽ ước lượng có khoảng bao nhiêu chiếc thuyền và bao nhiêu quả bóng. Sau đó các em sẽ đếm lại xem chính xác là bao nhiêu chiếc thuyền và bao nhiêu quả bóng. Các em sẽ làm vào vở của mình. Mời các em làm bài. Em đã làm xong chưa nào? Bây giờ cô và các em hãy cùng số bài với nhau. Ở bức tranh thứ nhất, chúng ta có những chiếc thuyền. Ở bài này thì chúng ta sẽ ước lượng theo cột. Ta sẽ chia thành một cột, hai cột, ba cột, bốn cột. Và ở mỗi cột như vậy, ta sẽ ước lượng có khoảng 10 chiếc thuyền. Vậy ta có 10, 20, 30, 40 chiếc thuyền. Vậy ước lượng có khoảng 40 chiếc thuyền. Và sau khi đếm, ta có được 41 chiếc thuyền. Ở hình thứ hai, ta sẽ ước lượng những quả bóng này theo hàng, theo nhóm. Một nhóm, hai nhóm, ba nhóm, bốn nhóm, năm nhóm và sáu nhóm. Mỗi nhóm như vậy, ta sẽ ước lượng có khoảng 10 quả bóng. Vậy ta có 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ước lượng có khoảng 60 quả bóng. Và sau khi đếm ta có 61 quả bóng. Chúc mừng những bạn nào có kết quả giống như của cô. Và những bạn nào có kết quả chưa được đúng như của cô thì lần sau các bạn sẽ cố gắng hơn nhé. Ở bài tập 3, đối với những quả bóng rổ này thì ta sẽ ước lượng theo hàng. Một hàng, hai hàng, ba hàng. Vậy mỗi hàng như vậy thì ước lượng có khoảng 10 quả bóng rổ. Vậy ta có khoảng 30 quả bóng và sau khi đếm ta có chính xác là 27 quả bóng. Bạn nào có cùng đáp án với cô thì sửa bài vào nhé. Và bây giờ em hãy đối chiếu với kết quả dự đoán ban đầu của mình xem mình đã ước lượng và đúng như thế nào. Chúc mừng các em có những kết quả thật là đúng nào. Bài học của chúng ta hôm nay đã hết rồi. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những bài học sau.